kính chào quý vị. Trong bản tin trưa ngày 26 tháng 7 hôm nay, Canada có huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội Tokyo. Một phi công hạ cánh khẩn cấp trong rừng gần Petawawa được giải cứu với vết thương nhẹ. Chính quyền tỉnh BC cảnh báo không nên đến thăm các khu vực có cảnh báo cháy rừng vì hơn 250 đám cháy đang bùng phát. Canada sẽ có đủ liều vaccine COVID-19 trong tuần này để tiêm chủng đầy đủ cho tất cả những người Canada đủ điều kiện. Đăng ký sổ số vaccine ở tỉnh Quebec giải thưởng 2 triệu đô la. Tỉnh Quebec cũng cho phép tiêm liều vaccine thứ 3 để du lịch quốc tế. Bị kiệt sức và mất tinh thần, một số y tá ở Alberta muốn rời đi trong bối cảnh tỉnh bang nỗ lực cắt giảm lương. Môi trường Canada cảnh báo chất lượng không khí kém ở thành phố Toronto và đại đô thị Toronto do khói từ đám cháy rừng phía Tây Bắc. Trong bản tin thế giới, Đức cảnh báo sự gia tăng virus ở Đức có thể đồng nghĩa với việc hạn chế đối với những người chưa được tiêm chủng. Thị trấn của Bỉ hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, xe hơi và vỉa hè bị cuốn trôi. Đông Nam Á hiện là tâm chấn toàn cầu của coronavirus. Sài Gòn áp dụng lệnh giới nghiêm để chống lại COVID-19 và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Thế vận hội Tokyo 2020 đang chính thức diễn ra và cuộc đua về đích ở vị trí đầu bảng tổng số huy chương khi Thế vận hội kết thúc vào ngày 8 tháng 8. Có 206 quốc gia đang tranh tài tại Tokyo với hơn 11.000 vận động viên đại diện. Trên thực tế thì có 72 quốc gia được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận chưa từng giành huy chương Olympic. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu về số huy chương Olympic mọi thời đại với gần 3.000 huy chương. Tiếp theo là Vương quốc Anh, Đức và Pháp. Tại Tokyo thì Hoa Kỳ một lần nữa được dự đoán sẽ thống trị bục vinh quang. Canada có huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội. Maggie McNeil đã giành huy chương vàng đầu tiên cho Canada tại Thế vận hội Tokyo vào hôm thứ Hai, về nhất trong cuộc đua bơi bướm 100m nữ. McNeil 21 tuổi về đích với thời gian 55,59 giây, lập kỷ lục của Canada tại Olympic đầu tiên của cô. Huy chương bạc thì thuộc về Trung Quốc và huy chương đồng thuộc về nước Úc. McNeil đã nắm giữ danh hiệu thế giới mà cô đã giành được 2 năm trước tại Guangzhou, Hàn Quốc. McNeil đến từ London, Ontario là người giành được nhiều huy chương đầu tiên cho Canada tại Tokyo. Trước đó thì McNeil đã cùng với Penny Oleksiak, Kayla Sanchez và Rebecca Smith đã giành huy chương bạc đầu tiên cho Canada trong bộ môn bơi tiếp sức tự do. Ngay sau đó thì Jessica Klimkate của Canada đã giành huy chương đồng ở hạng mục judo nữ cân nặng dưới 57kg. Jessica Klimkate là nhà đương kim vô địch thế giới đến từ Whitby, Ontario. Huy chương đầu tiên nhất mà Canada đã nhận được là huy chương bạc ở hạng mục bơi tiếp sức tự do 4 lần 100m nữ. Vận động viên bơi lội siêu sao Penny Oleksiak của Toronto một lần nữa đã giúp mang về cho Canada huy chương đầu tiên tại Thế vận hội Tokyo 2020. Là một huy chương bạc trong bộ môn bơi tiếp sức tự do 4 lần 100m nữ. Cùng với Kayla Sanchez của Toronto, Maggie McNeil của London, Ontario và Rebecca Smith của Red Deer, Alberta. Trong trận đua này thì Úc đã giành huy chương vàng và vận động viên bơi lội Mỹ Simone Manuel đã giành huy chương đồng. Vài giờ sau đó, trong ngày thứ hai tại Tokyo Olympics, các vận động viên divers nhảy cầu là Jennifer Apel và Melissa Citrini-Bullo đã giành thêm một huy chương bạc nữa khi cùng nhau thực hiện 3 lần nhảy cầu mạnh mẽ trên bục springboard của bộ môn đồng bộ 3m. Abel đến từ Laval, Quebec và Citrini Bulo từ Saint-Constant, Quebec. Trong cuộc đua này thì Trung Quốc về nhất và Đức về ba. Canada hiện đang nắm giữ 4 huy chương tại Thế vận hội Tokyo 2020, một vàng, hai bạc và một đồng. Trong khi đó thì Trung Quốc đang nắm giữ 15 huy chương với 6 vàng, 3 bạc, 6 đồng. Hoa Kỳ 14 huy chương, 7 vàng, 3 bạc và 4 đồng. Nhật Bản 10 huy chương, 6 vàng, 1 bạc và 3 đồng. Ý có 8 huy chương, 1 vàng, 3 bạc, 4 đồng. Hàn Quốc thì 7 huy chương, 3 vàng, 4 đồng. Vương quốc Anh có 6 huy chương, 3 vàng, 2 bạc và 1 đồng. Úc thì có 6 huy chương, 2 vàng, 1 bạc và 3 đồng. Pháp thì có 4 huy chương, 1 vàng, 2 bạc và 1 đồng. Brazil đang có 3 huy chương, 2 bạc, 1 đồng.
Đức thì đang nắm giữ 3 huy chương đồng. Các nhà tổ chức Olympic Tokyo hôm thứ Hai cũng đã chuyển các sự kiện huy chương trong cuộc thi lướt sóng sớm hơn một ngày so với dự kiến, đánh dấu sự thay đổi mới nhất đối với chương trình do cơn bão nhiệt đới Napatak gây ra khi nó di chuyển về phía đảo chính của Nhật Bản. Một phi công hạ cánh khẩn cấp trong rừng gần Petawawa được giải cứu với vết thương nhẹ. Các quan chức tìm kiếm và cứu hộ cho biết một phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu rừng phía bắc Petawawa, tỉnh Ontario. Trung tá John Paul Laundrie thuộc phi đội 424 của CFB Trenton cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ đã được cảnh báo về một vụ tai nạn cách Petawawa khoảng 74 km về phía bắc vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng thứ Bảy. Trên đường bay, thì các phi hành đoàn đã nhận được xác nhận trực quan về vị trí của địa điểm rơi từ các tình nguyện viên của Hiệp hội Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng không Dân dụng, được gọi tắt là CASARA. Các phi hành đoàn đến vào khoảng 2 giờ chiều để tìm kiếm chiếc Cessna 150 nhỏ bị rơi trong rừng với một nữ phi công là người duy nhất trên máy bay đang chờ giải cứu bên ngoài. Trung tá Laundrie nói, khi chúng tôi kéo lên, chiếc máy bay và nữ phi công đã ổn định. Các phi hành đoàn đã đưa cô đến bệnh viện khu vực Pembroke, nơi xác nhận rằng cô đã được đánh giá và làm thủ tục xuất viện vào thứ Bảy. Trung tá Laundrie cho biết một số yếu tố đã khiến hoạt động tìm kiếm và cứu hộ này trở nên dễ dàng. Đó là ngoài việc hạ cánh khẩn cấp thành công trong một khu vực nhiều cây cối, khiến thương tích tối thiểu, phi công còn được trang bị đầy đủ thiết bị phát định vị khẩn cấp ELT và thiết bị SPOT phát sóng vị trí chính xác của cô. Phi công cũng đã phát tín hiệu cấp cứu trước khi hạ cánh và phi công tìm kiếm cứu nạn của CASARA đã có thể chia sẻ kinh độ và vĩ độ của mình với các phi hành đoàn quân sự trước khi họ đến khu vực. Một thông cáo từ Bộ Quốc phòng về vụ tai nạn. Các trường hợp như thế này minh họa tính hiệu quả của thiết bị phát định vị khẩn cấp và tầm quan trọng của việc phi công bảo đảm thiết bị phát đáp của họ hoạt động tốt trước mỗi chuyến bay. Các nhà khoa học lo sợ cho động vật hoang dã trong rừng sâu của tỉnh Ontario vì cháy rừng ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn. Khi các đám cháy rừng tiếp tục bùng cháy khắp vùng rừng sâu rộng lớn ở phía bắc Ontario, bao phủ như mảng xanh và màu xanh thảm của vùng đất, các chuyên gia đang theo dõi hàng trăm loài động vật sống bên trong. Những đám cháy chưa đến và mới là điều đáng lo ngại nhất. Bà Connie O'Connell là giám đốc chương trình Ontario Northern Boreal của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, được gọi tắt là WCS của Canada, cho biết các loài động vật thích nghi với cháy rừng. Bà O'Connor cho biết nhiều người không thực sự nghĩ về mối quan hệ giữa cá và cháy rừng, nhưng loài cá có những cách thích nghi nhất định để đối phó với hỏa hoạn, như tự nhiên tìm kiếm ở những nơi sâu hơn, mát hơn trong hệ thống nước. Nhưng khi các hoạt động công nghiệp và việc xây dựng các con đường và đập mới tiếp tục tái định hình các phần của rừng cây, và nhiệt độ nóng hơn có thể làm giảm mực nước, bà O'Connor nói, có thể gia tăng số vụ giết cá cấp tính. Matt Scafford là một lính cứu hỏa ở vùng đất hoang dã ở tuyến đầu của đám cháy. Ông cho biết các loài đất di động thường có thể thoát ra khỏi con đường của đám cháy, nhưng vấn đề là những đám cháy rừng này diễn ra trên diện rộng và làm thay đổi toàn bộ thành phần của cảnh quan. Và thực sự thì không có nhiều nơi để cho những con vật này đi đến. Nhà nghiên cứu chỉ ra loài khó nắm bắt mà anh ta nghiên cứu là chó sói, một loài bị đe dọa ở tỉnh Ontario. Scafford cho biết, chúng tôi thấy rất nhiều trường hợp chó sói bị mất mắt, mất tai và mất một bên hộp sọ. Chúng thật sự đánh lẫn nhau. Đó là bởi vì có sự cạnh tranh gay gắt về môi trường sống và có sự cạnh tranh khốc liệt để có con chó sói cái. Claire Farrell là một nhà khoa học bảo tồn liên kết với Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Canada cho biết, ngay cả một số loài động vật di động nhất là chim cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các trận cháy rừng ngày càng dữ dội và thường xuyên. Farrell giải thích rằng có chế độ cháy rừng tự nhiên nơi cháy rừng tạo ra những mảng bị cháy sau này mọc lại. Một số nghiên cứu trước đây của Farrell tập trung vào chim đêm, là một họ chim trước đây được coi là một trong những loài suy giảm nhanh nhất của tỉnh Ontario. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng nhiều loài chim khác như là chim sơn ca sống ở các khoảnh rừng già và những khu vực này có thể giảm đi khi cháy rừng ngày càng lớn. Bà cho biết người dân ở phía bắc First Nations đã báo cáo thấy các loài mới thay đổi phạm vi của chúng khi chúng thích nghi hoặc tìm môi trường sống mới và đã không còn nhìn thấy một số loài luôn được biết là ở đó. Lặp lại lời của O'Connor và Scafford, bà Farrell cho biết vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về biến đổi khí hậu, cháy rừng và những xáo trộn khác do con người gây ra,
sẽ ảnh hưởng tích cực đến đời sống hoang dã ở khu rừng phía bắc Ontario như thế nào. Tỉnh BC cảnh báo không nên đến thăm các khu vực có cảnh báo cháy rừng vì hơn 250 đám cháy đang bùng phát. Các quan chức khẩn cấp tỉnh BC ở một trong những khu vực nơi một số vụ cháy rừng tồi tệ nhất đang thiêu rụi, cầu xin du khách tránh đi đến các khu vực có cảnh báo sơ tán. Khoảng 1.000 người trong cộng đồng Sycamus đang được lệnh sơ tán, với những người khác được yêu cầu sẵn sàng rời đi trong thời gian ngắn nếu cảnh báo của họ được nâng cấp thành lệnh. Quận đã kêu gọi những người có tài sản nghỉ dưỡng và du khách bên ngoài tránh bất kỳ khu vực nào mà đang trong tình trạng báo động sơ tán, mặc dù người dân địa phương có thể ở lại, trừ khi nó được nâng cấp thành lệnh rời đi. Các quan chức cho biết, đám cháy rừng gần đó hiện ước tính có diện tích 10 km2, nhưng các nhân viên cứu hỏa đã thành công đẩy ngọn lửa trở lại độ cao, xa khu vực dân cư. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng, địa hình rất dốc và khói mù mịt khiến việc thả nước từ trên không xuống trở nên khó khăn. Thị trưởng Terry Rees cho biết ông đã mất ngủ rất nhiều vì chuyện này, nhưng chưa thể nói với người dân sơ tán có thể trở về nhà của họ trong bao lâu nữa. Ông cho biết ông đã yêu cầu tăng cường RCMP và các công ty an ninh tư nhân để bảo vệ những ngôi nhà bỏ hoang của người dân, nhưng cho biết nguồn lực quá khan hiếm để duy trì các trạm kiểm soát. Cảnh sát cho biết thay vào đó thì họ thường xuyên tuần tra các khu vực sơ tán cho đến khi có thể tăng nhân viên. Quận đã khởi động một hệ thống thông báo khẩn cấp mới vào thứ Sáu, có thể cảnh báo cư dân về các cảnh báo sơ tán, lệnh và thông tin quan trọng khác bằng tin nhắn, văn bản, máy tính, email hoặc thậm chí là các thiết bị trợ lý tại nhà. Cư dân phải đăng ký để nhận thông báo. Trong khi đó, thì BC Wildfire Service cho biết hơn 250 đám cháy rừng hiện đang bùng phát trên toàn tỉnh, với hàng trăm lính cứu hỏa tiếp tục làm việc trên những địa hình đầy thử thách trong điều kiện khô nóng. Con số này đã giảm so với tuần trước. Hôm Chủ nhật thì tỉnh cũng cảnh báo những người sống ở vùng xa xôi và vùng hoang dã, cẩn thận để không vô tình châm ngòi cho các đám cháy rừng với nguy cơ cháy rừng rất cao hiện nay, đồng thời đề nghị những du khách bên ngoài đặt lại các chuyến đi của họ tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Công viên tỉnh BC cho biết họ đã đóng cửa hoàn toàn 32 công viên cấp tỉnh do các mối đe dọa từ cháy rừng. Trong số những công viên bị đóng cửa hoàn toàn là Hồ Crater, Tanqua, Skaha Bluffs và các công viên tỉnh Bonaparte. 9 địa điểm công viên khác bị đóng cửa một phần cho du khách bao gồm Hồ Kootenay, Hồ Arrow và các công viên tỉnh Wild Grey, cũng như các phần của bảo tồn hoang dã, Purcell Wilderness Conservancy. Vào chiều thứ Bảy, thì Bộ trưởng An toàn Công cộng Mike Farnworth đã chào mừng 101 nhân viên cứu hỏa đến từ Mexico để giúp làm việc cùng với các đội của tỉnh BC trong 30 ngày tới. Hàng ngàn cư dân đã được lệnh và cảnh báo sơ tán khi đám cháy tiếp tục di chuyển đến gần nhà và cộng đồng hơn. Hiện có 58 lệnh sơ tán được đưa ra ảnh hưởng đến khoảng 4.400 tài sản, trong khi gần 17.500 tài sản đang được thông báo sơ tán, có nghĩa là người dân đã được thông báo sẵn sàng rời đi trong giây lát. Tại khu vực Thompson Nicola, nhà chức trách đã hủy lệnh sơ tán và cảnh báo vào Chủ nhật ảnh hưởng đến khu vực hồ Duran, nhưng cho biết lệnh rời khỏi vùng lân cận của đám cháy rừng Tremont Creek vẫn được áp dụng. Mặc dù số lượng các đám cháy rừng đang hoạt động đã giảm, Bộ trưởng Farnworth cho biết có nhiều thách thức về thời tiết trong dự báo trong tương lai gần. Số ca nhiễm trên toàn Canada đến sáng thứ Hai là 1.426.215 người, trong đó thì 4.628 người đang còn bệnh, số ca tử vong là 26.547 cho đến nay. Canada sẽ có đủ liều vaccine COVID-19 trong tuần này để tiêm chủng đầy đủ cho tất cả những người Canada đủ điều kiện. Chính phủ liên bang đang mong đợi thêm khoảng 5 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần này, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho tất cả những người dân Canada đủ điều kiện. Các lô hàng trong tuần này sẽ nâng tổng số liều nhận được lên đến 68 triệu liều, sẽ đủ để tiêm 2 liều cho tất cả 33,2 triệu người Canada từ 12 tuổi trở lên. Tính đến sáng thứ Hai thì hơn 62,7% người dân Canada từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ và 80,6% đã được tiêm ít nhất một liều. Tỉnh Ontario hiện đã cung cấp gần 19 triệu liều vaccine COVID-19. Số ca mắc hàng ngày tiếp tục duy trì khá ổn định với dưới 200 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tỉnh đã báo cáo thêm 119 trường hợp COVID-19 mới và 3 trường hợp tử vong vào sáng thứ Hai. Đây là mức tăng thấp nhất hàng ngày của các ca nhiễm mới trong 2 tuần.
tỉnh đã báo cáo ít hơn 200 ca trong 18 ngày liên tiếp. Có khoảng 127 người trong phòng chăm sóc đặc biệt với bệnh nguy kịch liên quan đến COVID-19 và 81 người đang được trợ thở máy. Tại tỉnh Quebec, người dân có thể đăng ký sổ số vaccine, giải thưởng là 2 triệu đô la, và tỉnh này cũng cho phép tiêm liều vaccine thứ 3 để du lịch quốc tế. Những người mắc bệnh đã được chủng ngừa hiện có thể đăng ký sổ số vaccine COVID-19 trên cổng thông tin Click Santé của tỉnh. Tỉnh đang tổ chức bốc thăm trúng thưởng 2 triệu đô la tiền mặt và giải thưởng lớn vào mùa hè, nhằm thu hút càng nhiều người tiêm chủng càng tốt trước tháng 9. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 8, các đợt rút thăm hàng tuần sẽ được tổ chức. Những người trên 18 tuổi có thể giành được tới 1 triệu đô la tiền mặt và giải thưởng lên tới 20.000 đô la sẽ được trao cho những người may mắn từ 12 đến 17 tuổi. Tất cả những người dân Quebec đã được chủng ngừa trước đó ở tỉnh hoặc nơi khác với bằng chứng là họ đã nhận được một mũi tiêm được Bộ Y tế Canada chấp thuận đều đủ điều kiện. Những người tham gia phải đồng ý công khai tên của họ nếu họ thắng một trong các lần rút thăm. Tỉnh Quebec cũng đang cho phép một số người nhận liều vaccine COVID-19 thứ 3 để giúp họ đi du lịch quốc tế dễ dàng hơn. Bộ Y tế cho biết bất kỳ ai đã nhận được ít nhất một liều vaccine Covishield hoặc AstraZeneca sẽ có thể yêu cầu tiêm mũi vaccine thứ 3 là vaccine mRNA, chẳng hạn như Pfizer hoặc Moderna. Đó là bởi vì một số điểm đến và một số công ty du lịch không công nhận Covishield hoặc AstraZeneca như một loại vaccine được chấp nhận. Bộ Y tế tỉnh Quebec cho biết, khách du lịch có thể tiêm liều vaccine thứ 3 theo hẹn hoặc tại phòng khám tiêm vaccine tự bước vào, không cần đặt hẹn. Tỉnh Quebec cũng cho biết họ sẽ thúc ép chính phủ liên bang cố gắng thuyết phục các khu vực pháp lý khác chấp nhận vaccine Covishield và AstraZeneca. Hộ chiếu tiêm vaccine sắp ra mắt trừ khi có nhiều người trẻ tuổi hơn đi tiêm. Bộ trưởng Y tế Quebec cũng nói với những người trẻ tuổi hôm thứ Sáu rằng, quyết định chủng ngừa của họ sẽ tạo ra sự khác biệt về việc liệu chính phủ có áp dụng hộ chiếu vaccine nếu các trường hợp gia tăng vào mùa thu. Ông Christian Dubé cho biết trên Twitter, tỷ lệ người dân Quebec được tiêm 2 liều gia tăng 1% mỗi ngày. Nhưng ông than thở, tỷ lệ những người từ 18 đến 29 tuổi đã được tiêm một liều duy nhất vẫn ở mức 70%. Mục tiêu của chính phủ là 75% người dân ở mọi lứa tuổi được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 8. Nếu các ca nhiễm tiếp tục gia tăng vào tháng 9, chính phủ Quebec cho biết họ sẽ áp dụng hệ thống hộ chiếu vaccine, yêu cầu người dân chứng minh họ đã được tiêm phòng đầy đủ để tiếp cận các dịch vụ không thiết yếu, chẳng hạn như là lễ hội, quán bar và phòng tập thể dục. Bị kiệt sức và mất tinh thần, một số y tá ở tỉnh Alberta muốn rời đi trong bối cảnh tỉnh bang nỗ lực cắt giảm lương. Union cho biết các y tá đang rời bỏ công việc tuyến đầu, những người khác thì rời tỉnh bang khi một cuộc đình công đang được lên kế hoạch. Sau khi làm việc ở tiền tuyến qua 3 đợt đại dịch mệt mỏi và giờ đây phải đối mặt với viễn cảnh bị cắt giảm lương, một số y tá ở tỉnh Alberta nói rằng họ kiệt sức, mất tinh thần và đang tìm cách rời tỉnh bang, khiến họ lo ngại về tương lai của ngành y tế trong tỉnh. Thật là kinh hoàng, những người khác được yêu cầu ở nhà và chúng tôi được yêu cầu phải đi làm. Theo y tá Jessica McGrath ở phòng cấp cứu Edmonton, người mô tả cảnh đau lòng của những bệnh nhân cần được đặt nội khí quản, vật lộn cho sự sống và cái chết của họ một mình. Chúng tôi là những người đang chứng kiến COVID-19 ở mức tồi tệ nhất. Nhưng khi tỉnh bang ra khỏi sau đợt tăng COVID-19 gần đây nhất và có cuộc đàm phán giữa United Nurses of Alberta, UNA, Alberta Health Services và Covenant Health được nối lại, các y tá đã được đưa ra đề xuất cắt giảm lương 3%, bao gồm cả những thay đổi khác. UNA lập luận rằng nó tương đương với việc cắt giảm 5%. Tất cả những điều này đã thúc đẩy y tá McGrath nhận một vị trí tạm thời trong một năm nhưng không ở tuyến đầu. Một y tá khác giấu tên trong khoa cấp cứu tại Bệnh viện Royal Alexandra của Edmonton, nơi đã tạm thời đóng cửa một số giường bệnh gần đây do thiếu nhân sự, cho biết cô ấy cũng đang tìm cách thoát khỏi làm việc ở tuyến đầu. Cô nói, tôi đã làm việc ở bộ phận này gần 15 năm và chưa bao giờ tôi cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần như lúc này. Cô cho biết nhân viên cấp cao đã bắt đầu rời bộ phận của mình cách đây khoảng một năm. Điều đó càng gia tăng khi các cuộc đàm phán tiếp tục được nối lại và chấm dứt khi việc cắt giảm lương được đề xuất. Christopher Bickard là một y tá có đăng ký tại Edmonton và là người phát ngôn của Hiệp hội Y tá Cấp cứu Quốc gia tỉnh Alberta cho biết anh ta dự định sẽ chờ đàm phán nhưng cho biết anh ta đã có ý định chuyển ra khỏi tỉnh.
Bất chấp những câu chuyện này, thủ hiến Jason Kenney bác bỏ ý kiến cho rằng các y tá đang rời khỏi tỉnh bang. Ông nói, tôi sẽ không đồng ý rằng mọi người sẽ chuyển từ tỉnh Alberta để nhận lương thấp hơn ở các tỉnh bang khác và trả thuế cao hơn. Điều đó không hợp lý. Heather Smith là chủ tịch của United Nurses of Alberta, hiệp hội đại diện cho các y tá có đăng ký ở Alberta nói ông ấy đã sai. Theo Smith thì một số y tá cao cấp đã nhận được công việc tại tỉnh BC. Cô ấy cũng nghe nói về các y tá rời đến tỉnh bang Ontario, nơi một số bệnh viện đang cung cấp tiền thưởng ký kết như một động lực để tuyển dụng. Theo y tá Smith, sự thất vọng của các y tá, những người không được tăng lương trong 5 năm, đang gia tăng. Cô so sánh căng thẳng này với tình trạng hỗn loạn dẫn đến cuộc đình công vào năm 1988 khi hàng ngàn y tá nghỉ việc. Theo Smith thì một cuộc đình công đang được thảo luận. Tỉnh vẫn giữ quan điểm về việc cắt giảm lương. Ngay cả khi tình hình bất ổn ngày càng gia tăng, thủ hiến Jason Kenney vẫn không dao động. Ông không giấu giếm thực tế rằng ông muốn cân bằng giữa các sổ sách của tỉnh Alberta và chi tiêu trong chăm sóc sức khỏe, mà chiếm gần 45% ngân sách của tỉnh là mục tiêu hàng đầu. Ông Kenney cho biết ông đánh giá cao công việc khó khăn của các y tá qua đại dịch và lặp lại lập trường của chính phủ rằng các y tá ở tỉnh Alberta nhận được mức thù lao trung bình cao hơn 5,6% so với những người còn lại ở Canada. Chất lượng không khí kém ở thành phố Toronto và khu vực GTA do khói từ đám cháy rừng phía Tây Bắc, Môi trường Canada cảnh báo. Ngày thứ hai dự kiến sẽ là một ngày nóng, ẩm ướt và mù sương nữa đối với thành phố Toronto và khu vực đại đô thị Toronto GTA. Môi trường Canada đã ban hành một tuyên bố đặc biệt về chất lượng không khí cho miền nam tỉnh Ontario, bao gồm thành phố Toronto và khu vực đại đô thị Toronto. Cơ quan này cho biết khói từ các đám cháy rừng đang hoạt động ở phía Tây Bắc Ontario có thể ảnh hưởng đến các khu vực ở phía nam của tỉnh, dẫn đến chất lượng không khí kém và giảm tầm nhìn. Mức độ ô nhiễm không khí có thể cao hơn do sự kết hợp của khói và ozone trên mặt đất kéo dài từ Chủ nhật sang thứ Hai. Cơ quan này cảnh báo, nếu bạn hoặc những người đang chăm sóc bạn tiếp xúc với khói lửa, hãy cân nhắc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giảm mức độ phơi nhiễm của bạn. Khói cháy rừng là một hỗn hợp thay đổi liên tục của các hạt và khí, bao gồm nhiều hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Người dân Toronto có thể mong đợi một số không khí trong lành hơn sẽ đến vào thứ Ba. Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Thị trấn của Bỉ hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, xa hơi và vỉa hè bị cuốn trôi. Đức cảnh báo sự gia tăng virus ở Đức có thể đồng nghĩa với việc hạn chế đối với những người chưa được tiêm chủng. Đông Nam Á hiện là tâm chấn toàn cầu của coronavirus. Sài Gòn áp dụng lệnh giới nghiêm để chống lại COVID-19. Và một số cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Hôm thứ Bảy, thị trấn Dinan, miền Nam nước Bỉ đã hứng chịu trận lũ lụt nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi cơn dông kéo dài 2 giờ biến đường phố thành dòng nước xối xả, cuốn trôi xe hơi và vỉa hè, nhưng không làm ai thiệt mạng. Dinan đã được thoát khỏi trận lũ lụt chết người 10 ngày trước ở Đông Nam Bỉ, khiến 37 người thiệt mạng và nhiều người khác ở Đức. Nhưng sức mạnh của cơn bão hôm thứ Bảy đã khiến nhiều người phải bất ngờ. Richard Fernot là cựu thị trưởng của thị trấn bên sông Meuse cho biết, tôi đã sống ở Dinan 57 năm và chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tương tự như vậy. Nước vừa tràn xuống các con phố dốc đã cuốn trôi hàng chục chiếc xe hơi, chất thành đống tại một ngã tư và cuốn trôi đá cuội, vỉa hè và toàn bộ các đoạn đường băng khiến người dân nhìn từ cửa sổ. Không có ước tính chính xác về thiệt hại, các nhà chức trách thị trấn chỉ dự đoán rằng sẽ là đáng kể. Cơn bão cũng tàn phá tương tự tại thị trấn nhỏ Anhi, cách Dinan vài km về phía bắc, cũng không gây thiệt hại về người. Hôm Chủ nhật, chánh văn phòng Thủ tướng Angela Merkel của Đức là Helge Braun cho biết, ông lo ngại số ca nhiễm mới ở Đức có thể tăng lên 100.000 ca mỗi ngày trong khoảng 2 tháng, trừ khi nhiều người hơn được tiêm chủng và những người từ chối có thể phải đối mặt với các hạn chế. Đề xuất của ông nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ một số chính trị gia cấp cao, bao gồm Armin Laschet, ứng cử viên bảo thủ để kế nhiệm Thủ tướng Merkel trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 9.
Sau hơn 2 tháng suy giảm đều đặn, các ca nhiễm COVID-19 đã gia tăng ở quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu kể từ đầu tháng 7, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta. Ông nói các ca bệnh tăng 60% mỗi tuần, mặc dù gần một nửa dân số được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó tương đương với khoảng 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, đồng thời dẫn đến việc nhiều người phải cách ly và nền kinh tế hỗn loạn. Ông Braun thúc giục người Đức đi tiêm phòng và cho biết những người từ chối có thể phải đối mặt với một số hạn chế. Khoảng 60% trong số 83 triệu người dân của Đức đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và khoảng 48% đã được tiêm chủng đầy đủ. Bà Merkel từ lâu đã cho biết sẽ không tiêm chủng bắt buộc. Bình luận của ông Braun đã mở ra một cuộc tranh luận với một số chính trị gia ủng hộ ý tưởng và những người khác, bao gồm cả ông Lanchet, nhanh chóng loại bỏ nó. Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm cho biết số ca nhiễm mới đã tăng 1.387 ca trong ngày qua, lên 3.76 triệu người. Khoảng 91.524 người đã chết vì căn bệnh liên quan đến COVID-19 ở Đức. Sài Gòn áp dụng lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng để chống lại COVID-19. Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, người dân Sài Gòn sẽ bị cấm đi ra ngoài trời từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, kể từ thứ Hai cho đến khi có thông báo mới, như một phần của các quy định hạn chế của thành phố nhằm giảm nhiễm COVID-19 đang gia tăng. Tất cả các hoạt động trong thành phố sẽ bị đình chỉ để dành cho các trường hợp khẩn cấp và các nhiệm vụ đại dịch. Vào ngày 23 tháng 7, cùng với việc mở rộng các biện pháp tạo khoảng cách xã hội được áp dụng vào cuối tháng 5, từ thứ Bảy cho đến ngày 1 tháng 8 cùng với các quy tắc kiểm soát dịch bệnh khác theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh và dịch vụ không thiết yếu, lệnh ở nhà, cấm tụ tập đông hơn 2 người và đình chỉ phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, thì cư dân hoàn toàn bị cấm ra ngoài, trừ trường hợp khám chữa bệnh và mua thực phẩm tại các điểm quy định. Tại các khu vực có nguy cơ cao, tất cả các hộ gia đình được yêu cầu không ra ngoài mua thực phẩm vì chính quyền địa phương sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cho từng hộ gia đình. Theo Bộ Y tế Việt Nam, thì tính đến tối ngày 25 tháng 7 giờ Việt Nam, số ca nhiễm mới trong ngày là 7.531 ca, trong đó Sài Gòn có 4.555 ca, Bình Dương có 1.249 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 130 người, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO, thiết bị hỗ trợ sự sống là 17 người. Như vậy thì Việt Nam có tổng cộng 98.465 ca nhiễm, trong đó thì 19.342 ca đã được ghi nhận, phục hồi. Tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng trên 4.5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó thì số người đã được tiêm một mũi là trên 4.1 triệu người, số người đã được tiêm đủ hai mũi là 372.253 người. Đông Nam Á hiện là tâm chấn toàn cầu của coronavirus. Thái Lan đã báo cáo số ca nhiễm coronavirus kỷ lục vào thứ Hai, trong khi Malaysia đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm cho đến nay do biến thể Delta chết người, đang quét qua Đông Nam Á, hiện là tâm chấn toàn cầu của virus. Thái Lan ghi nhận có thêm 15.376 ca nhiễm coronavirus mới, là kỷ lục hàng ngày trong ngày thứ Hai liên tiếp ở quốc gia có hơn 66 triệu người. Malaysia thì một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất Đông Nam Á, đã báo cáo vào Chủ nhật thêm 17.045 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên trên 1 triệu ca bệnh và gần 8.000 trường hợp tử vong, mặc dù đã bị khóa cửa từ tháng 6. Giống như nhiều nơi trong khu vực có hơn 650 triệu dân, các bệnh viện và nhân viên y tế của Malaysia đã phải gánh chịu gánh nặng của đợt bùng phát trong bối cảnh thiếu giường bệnh, máy thở và oxy. Hàng ngàn bác sĩ hợp đồng của Malaysia hôm thứ Hai đã tổ chức một cuộc biểu tình về các điều khoản tuyển dụng của họ, mặc dù họ cam kết bệnh nhân sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình này. Tuy nhiên, việc triển khai vaccine của Malaysia đã vượt trội so với nhiều nước láng giềng, với khoảng 16,9% trong số 32 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuần trước, thì chính phủ Thái Lan đã áp đặt các biện pháp khóa cửa thắt chặt hơn ở thủ đô Bangkok và 12 tỉnh có nguy cơ cao. Indonesia, quốc gia đông dân nhất khu vực với hơn 270 triệu người, có lượng tài sản lớn nhất Đông Nam Á, đã báo cáo hơn 3.1 triệu ca nhiễm trùng và 83.000 ca tử vong. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực kinh tế, chính phủ hôm Chủ nhật thông báo rằng mặc dù việc hạn chế coronavirus sẽ được kéo dài thêm một tuần, bao gồm cho phép các chợ truyền thống và nhà hàng có khu vực ngoài trời mở cửa trở lại.
các bệnh viện đã chật kín bệnh nhân trong tháng qua, đặc biệt là trên đảo Java và Bali, đông dân cư. Nhưng hôm Chủ nhật, Tổng thống Joko Widodo cho biết, tình trạng nhiễm trùng và công suất bệnh viện đã giảm mà không nói rõ là bao nhiêu. Ông Pandu Riono, một nhà dịch tễ học của Đại học Indonesia cho biết, quyết định này dường như không liên quan đến đại dịch mà là liên quan đến kinh tế. Sau khi ngăn chặn thành công virus gây ra phần lớn đại dịch, Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt bùng phát mới với trung tâm thương mại phía Nam là thành phố Sài Gòn và các tỉnh lân cận chiếm hầu hết các trường hợp nhiễm mới. Bộ Y tế báo cáo có 7.531 ca nhiễm mới vào Chủ nhật, giảm so với mức tăng kỷ lục là con số 7.968 ca của ngày thứ Bảy. Myanmar cũng đã chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trùng kể từ tháng 6 vào hôm Chủ nhật, báo cáo thêm 355 ca tử vong là một kỷ lục mới, trong khi số ca nhiễm hàng ngày đã lên đến 6.000 ca, báo cáo vào hôm thứ Năm. Tại Tokyo, tổng số bao gồm 19 vận động viên đã có kết quả dương tính tại Nhật Bản từ ngày 1 tháng 7 cho đến Chủ nhật. Một số vận động viên là ở trong làng Olympic, nơi có 16 người có kết quả dương tính, hiện đang cách ly ở khách sạn. Tính đến sáng sớm thứ Hai, thế giới đã có hơn 194.1 ca nhiễm COVID-19, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, và số người chết trên toàn cầu được báo cáo là hơn 4.1 triệu người. Ở châu Mỹ, một đợt bùng phát COVID-19 ở các vùng của Hoa Kỳ do biến thể Delta rất dễ lây lan và sự do dự của vaccine đã dẫn đến các quy định mới về khẩu trang và khiến một số người nhầm lẫn về việc tuân theo hướng dẫn nào. Tại châu Âu, 40 triệu người Pháp hiện đã nhận được ít nhất một liều đầu tiên của vaccine COVID-19, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một tweet vào hôm thứ Hai. Ông cho biết con số này lên tới gần 60% dân số và 4 triệu ca tiêm chủng đã được thực hiện trong 2 tuần qua. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bang đông dân nhất của Úc đã báo cáo sự gia tăng các trường hợp mới bất chấp lệnh ở nhà kéo dài vài tuần, trong khi cảnh sát tuyên bố sẽ trấn áp bất kỳ sự lặp lại nào của cuộc biểu tình chống khóa cửa vào cuối tuần. Ở châu Phi, Ghana hy vọng sẽ nhận được hơn 18 triệu liều vaccine trước tháng 10, vì nước này đang phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng nhiễm trùng thứ ba. Algeria trong khi đó sẽ áp dụng lại các hạn chế đối với các tụ tập để đối phó sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Tại Trung Đông, Bộ Y tế Iran đã báo cáo thêm 268 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 vào Chủ nhật cùng với 27.146 ca nhiễm mới. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch của ngày 23 tháng 7 thì đồng đô la Canada bằng 0,7952 đô la Mỹ và bằng 0,6757 đồng Euro theo Bank of Canada. Trong khi đó thì 1 đô la Canada bằng 18.354,44 đồng Việt Nam theo Axie.com vào sáng thứ Hai. Giá dầu thô WTI là 71,63 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 73,96 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.799,15 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada trưa ngày 26 tháng 7 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi cũng mời quý vị ghé thăm trang web culturemagazine.com để đọc thêm các bài viết khác. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành, một tuần mới mạnh khỏe và nhiều thành công. Hoàng Anh chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/bookvaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.